Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu và Thị Bình sẽ đưa mọi người đi tham quan một cái khu du lịch đồi chè tại Bảo Lộc với một cái cối xay gió rất là lớn. Rồi, mình cùng đi Thị Bình ơi. Thị Bình đi lên Bảo Lộc này lần nào chưa Thị Bình? Em cũng đi mấy lần nhưng mà đây là lần đầu tiên em dừng lại. Hồi trước thì em hay là đi thẳng lên Đà Lạt thôi. Đi thẳng lên Đà Lạt thôi. Còn bây giờ là dừng chân và khám phá Bảo Lộc một cách chi tiết nhất phải không? Đúng rồi. Thì theo như Thị Bình cảm nhận khi Thị Bình đi ngang qua một cái vườn chè này như thế nào? Thật sự thì em đi Bảo Lộc đây là lần đầu nhưng mà em cảm giác nó có một cái điều mà nó khác biệt so với Đà Lạt hiện tại. Tại vì hiện tại Đà Lạt nó rất là nhiều nhà kính và cảm thấy rất là ngột ngạt. Không khi đó ở Bảo Lộc này thì hoàn toàn là những mảng xanh giúp cho mình cảm thấy nó không khí nó rất là trong lành và mình cảm thấy mình nhẹ người hơn và giống như là cái hơi thở của mình nó cảm thấy nó tốt hơn so với ở Đà Lạt. Theo như Thiện Bình đi ngang qua một cái vườn chè rất là đẹp phải không? Thì khi sáng Thiện Bình có vào một cái quán gọi là trà đạo quán phải không? Đúng rồi. Thì thưởng thức một rất là nhiều cái loại trà ở Bảo Lộc. Thì theo như Thiện Bình là trà ở Bảo Lộc có ngon không? Và cái nét đặc sản đặc trưng của cái Bảo Lộc có phải là trà và thủ phủ của những đồi chè, đồi trà và những cái sản phẩm trà hay không? Và cái sản phẩm trà của mình nó tiêu thụ thị trường trong nước hay là vươn ra tầm thế giới? Lúc sáng thì em đã trước khi vào đây thì em đã có cơ hội để vào một cái quán trà mà khá là đặc trưng của Bảo Lộc với tất cả các loại trà mà nơi đây dành cho các khách du lịch. Thì thật đúng là Bảo Lộc là một cái thủ phủ của trà của cả nước Việt Nam mình luôn, không phải là riêng về ở Thái Nguyên mà ở Bảo Lộc này cũng có những đồi chè mà với cái lượng trà mà có thể cung cấp là cũng tương đối rất là lớn phải không? Đúng rồi. Thì hồi nãy có cơ hội gặp được cái anh mà hội trưởng trà của Bảo Lộc. Thì ảnh chủ yếu là ảnh xuất nước ngoài là nhiều. Và thị trường châu Âu thì như Nga nè hoặc là Trung Đông thì rất là lớn. Quá tuyệt vời phải không? Nói đến Bảo Lộc thì nhắc đến trà nè, nói đến những đồi chè nè, nói như những rừng bạc ngàn, cà phê phải không? Rồi. Dâu tầm, tơ lụa và rất là nhiều cái loại trái cây rất đặc sản phải không? Đúng rồi. Mọi người cũng biết rồi á, Đà Lạt á thì có rất là nhiều loại trái cây nè, hoa nè, rồi là những cái đồi cây ăn trái rất là nổi tiếng như hồng nè, rồi những cái vườn gọi là vườn dâu. Thì khác với Đà Lạt, Bảo Lộc lại có những cái loại trái cây rất là ngon, giống như măng cụt ha, giống như măng cụt nè. Măng cụt ở cái xứ Bảo Lộc là nó ngon hơn những cái khu vực khác, và măng cụt ở Bảo Lộc là nó có một cái vị rất là ngọt và đặc trưng ở vùng miền Bảo Lộc luôn. Và ngoài ra thì Bảo Lộc còn có như sầu riêng nè, chôm chôm nhãn, chôm chôm thái và rất là nhiều loại trái cây khác. Thì khi mà nhắc đến Bảo Lộc thì có rất là nhiều cái địa điểm tham quan á. Thì Thiện Bình có khi mà tới Bảo Lộc đi thì Thiện Bình đã đi đến những cái địa điểm nào rồi và cái địa điểm nào chưa biết mà Thiện Bình thấy là ok và sẽ đến trong thời gian tới? Bảo Lộc thì em có nghe và rất là nhiều về cái những cái con hồ, những cái hồ ở Bảo Lộc và thêm một cái nữa là cái thác, cái gọi là thác Đầm Ri. Thì khá nổi tiếng ở Bảo Lộc mà em chưa được dịp đến thăm, thì trong đợt chuyến này thì em cũng sẽ sắp xếp thời gian để đến đó cho biết. Đây. Đây. Còn có đồi chè Tam Châu nè. Đồi chè Tam Châu ha. Dạ. Yeah. Rồi ngôi nhà lâu đài trắng ha. Đúng rồi. Rồi có những cái địa điểm check-in cực kỳ mới lạ giống như là Hồ Nam Phương nè, Chùa Trà nè, Chùa Di Đà nè. Di Đà đúng không? Rồi rất là nhiều cái địa điểm rất là hấp dẫn thu hút khách du lịch trong hiện nay phải không? Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của Bất Động Sản Tiềm Năng. Thì Phước Sửu và Thiện Bình sẽ đi review rất là nhiều cái địa điểm du lịch khác ở tại Bảo Lộc để mọi người cùng nắm. Xin hẹn và gặp mọi người ở video lần sau.